mấy anh này thấy mình đến cái là ông refill ông chạy ra, anh ơi cho em mượn chìa khóa. Mình hỏi đi đâu, mà em không đi đâu cả, anh cứ cho em mượn chìa khóa. Mở chìa khóa xong cái là hô Manuel, Beto với cả Miguel, mấy anh em đâu ra đây rửa xe. Để rồi mình lại chuẩn bị mất cái gì rồi. Hôm nay mình cứ nghi lắm, mỗi lần các ông rửa xe cho mình xong kiểu gì mình mất cái gì. Đợt trước cũng đã một lần rồi. Tôi nhìn ngay mà các ông tập trung ra đây chính bay ấy. Sì, chef. Vela di niente la loro parte. Tôi biết ngay các ông kiểu gì đó, rửa xe xong các ông đòi tiền mà. Andres. Ai, Miguel ơi, ajuda. Đấy các bạn, lần nào thế các anh sẽ rửa xe cho mình xong là ra đòi tiền, băng tiền rửa xe ở ngoài cửa hàng thôi. Cái này của anh cameraman. Obrigado, chef. Lần sau thôi, không bao giờ nhờ cảnh. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Rufin. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Link Philip Vlog của Sống ở Châu Phi. Hôm nay là 25 cuối tháng. Cảm ơn. Đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn Vân. Đúng rồi. Đấy, và cho mỗi anh khẩu trang để anh em mình là mình đợt trước mình có hứa với cả mấy anh em trong đội thợ mộc ấy là cả thợ lẫn phụ ở đấy ấy, là trong vòng một tháng là mình sẽ hỗ trợ lương thực cho các anh ấy hai lần một tháng. Lần trước mình có phát một lần vào tầm giữa tháng rồi thì bây giờ là cuối tháng rồi, hôm nay mình sẽ đi mua gạo và sẽ về để hỗ trợ cho anh em học việc rồi là hai anh thợ chính nữa. Mới sáng sớm vào đến xưởng mộc ấy, ông Rufino ông đã chạy ra ông bảo anh ơi cho em mượn chìa khóa xe. Mình bảo là mượn chìa khóa xe thì bảo không, em không đi đâu cả, cho em mượn. Mượn xong cái là ra mở cửa là bắt đầu là hô Miguel, Beto, Manuel ra rửa xe cho mình, nịnh mình xong bắt đầu là rửa xe xong rồi cha đứng xếp hàng xếp về cho em xin tiền rửa xe. Các ông cũng lấy đúng bằng tiền mình đi rửa ở ngoài xưởng luôn, chán thật. Ok các bạn, bây giờ anh em mình đi mua đã, một lát nữa khi về đến đây thì khi về đến xưởng mộc mình sẽ tiếp tục quay lại cho các bạn xem. Ok các bạn, anh em mình đến cửa hàng đấy rồi thì bây giờ sẽ vào lấy đủ cái số lượng gạo, mình sẽ mua 20 kiện, 20 bao. Ok các bạn, đấy bây giờ anh cameraman của mình bây giờ anh Rufino bốc gạo ra, mỗi một túi này là 10 cân các bạn. Ừ.
Você não está trabalhando aqui? Ué, alguma bem? Yeah. Até assim. Sim. Yeah. Mình về đến xưởng rồi. Nói chung là bây giờ anh em đang làm chuẩn bị cho cái đợt hàng đơn hàng 25 cái xưởng của anh chú. Nhưng bây giờ vấn đề bây giờ là mình đã tìm đi mua bán mấy lần rồi, nhưng mà ở xưởng gỗ đấy thì họ cứ hẹn mình ra là không có gỗ, và họ hẹn mình là đến ngày thứ tư. Hôm nay mới là thứ hai đầu tuần, hy vọng là thứ tư sẽ có gỗ để mình đến mình mua, rồi sau đó sẽ trở về đây cho anh em làm. Thì hiện tại là đang làm cái chân giường các bạn, anh em đang đục lỗ chân giường trước. Và lần này mình cũng nghe một vài góp ý của các bạn ở trên kênh đấy, mình sẽ thử nghiệm thay chân giường bằng cái chân giường vuông để xem là mình nghĩ chắc là nó sẽ ok. Thay bằng cái chân giường vuông này các bạn, đây chân giường này là 10-10, sẽ thay bằng cái chân này. Anh em đang đục mộng đây để đút vào. Bếp tù đang đầu bếp cho các cho mọi người. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Beto. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Manuel Seala. Ok. Nó món gì? Ê, kì kì. Rama y peixe. Rama? Isso é trutúlio. Trutúlio é que? Aquilo de tirar na mata. Ah, ok. Có cả món này là nấm, nấm các bạn ạ. Ok, ok. Ah, ok. Nó ta pronto. Nó ta pronto ainda. Ok. Các anh lấy nấm ở trên trong mọc ở trong khu vực rừng đấy. Bây giờ mình sẽ thông báo cho mấy anh biết là hôm nay sẽ phát gạo cho các anh. Đây, mấy anh vui. Rồi bà cũng là nhà anh em rồi, anh sẽ vẫn được cái này. Ôi đi, ôi đi, ôi đi, ôi đi, ra qua cái phim gì mà sao ôi đi ba sẽ bây giờ là Arroz. Hôm nay lần trước thì mình có phát gạo rồi, nhưng mà mấy anh trong đội trợ lý của mình gồm có anh cameraman này, Kino, Miguel, Manuel, Beto nữa là không có gạo, hôm nay mình phát luôn cho tất cả các anh luôn. Hey, espera, mete, vai tirar arroz, mete aqui. No carro, tirar arroz no carro, mete aqui. Bây giờ sẽ để cho anh em bốc gạo để vào trong này. Và mình sẽ phát cho mọi người luôn. Bây giờ
khi mình đi mua gạo rồi thì có mấy anh nói là em không lấy gạo mà em sẽ lấy tiền. Thì số tiền đấy cũng tương đương với cả số gạo thôi. Anh thì có con ốm đang bệnh viện này, cần tiền này. Rồi là có một số anh thì nói là gia đình có vẫn còn đồ, vẫn còn gạo và còn bột ngô. Thì lần này sẽ không lấy gạo mà muốn lấy tiền. Cameraman mình sẽ để ở đây cho anh ấy. Cái này là của anh chăn dê Domingo. Ok. Còn lại ba anh và còn một số anh nữa thì chưa đến. Nhưng mà thôi mình cứ tạm thời có anh nào phát anh đấy. Còn ba anh này là không lấy gạo thì mình sẽ đưa tiền luôn bây giờ. Anh no quiero arroz tan, ven. Đến giờ ăn trưa của anh em trong đội 1 giờ kém 15 Sí, después cada uno tenga. Está sin comer, ¿no, Tambo? Sí. Você é cozinheiro, não sabe. Ele é muito difícil em casa, acho que você lava os... Eu tava começando a ir mesmo, só olhando.
Ok các bạn, ngày hôm nay thì mình tiếp tục hỗ trợ mua gạo đến để phát cho các anh em ở trong tổ thợ mộc của mình. Đây coi như là một cái phần thưởng dành cho các anh ấy sau thời gian làm việc rất là vất vả ở xưởng của mình. Rồi là nói chung là các anh đã đang rất là cố gắng rồi. Thì chuẩn bị sắp đến trong thời gian tới thì sẽ có nhiều đơn hàng mới, rồi là có nhiều các công việc mới để cho các anh làm. Thì thôi, video ngày hôm nay mình xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Thì các bạn thấy video hay, video có nghĩa cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn! Chào các bạn!